Hôm nay thì mời quý vị và các bạn lại cùng với đội hình đạp xe và Trịnh làng Dừa đến thăm một địa chỉ, đó là núi Ông Voi ở Hải Phòng. Đây là sau khi mà chúng tôi đi một vòng xung quanh ở phía bên ngoài của núi Voi, thì bây giờ chúng tôi đi vào phía bên trong, tức là đi vào trong lõi của núi Voi. Đây là đường vào từ phía đường 10, tức là từ phía tây đi vào thì có một cái con đường nhỏ như thế này. Phong cảnh khi đi vào đây thì có phong cảnh đập vào mắt chúng ta, có thể thấy là một cái phong cảnh rất là đẹp, hùng vĩ. Núi Voi này thì gắn liền với tên tuổi của nữ tướng Lê Chân. Nữ tướng Lê Chân thì quý vị và các bạn cũng biết là một vị tướng của Hai Bà Trưng. Ở thời Hai Bà Trưng thì vào những năm 40 của thế kỷ thứ nhất, đây là có một cái nhà văn hóa của núi Voi. Đây là nhà văn hóa núi Voi. Như vậy là chúng ta cũng thấy rằng là nhân vật lịch sử này đã là hơn 2.000 năm rồi. Cách đây 2.000 năm rồi, nhưng mà tên tuổi vẫn còn vang mãi cho đến bây giờ. Có thể thấy là một cái tên tuổi rất là hiển hách trong lịch sử của Việt Nam. Đây là chúng ta đang đi vào trong lõi của núi Voi. Đi vào đây thì hai bên là giữa là một cái khe núi, hai bên là có hai dãy núi, hai bên có hai dãy núi sừng sững. Thế và chúng tôi đã đi xuyên qua cái phần dãy núi của núi Voi rồi. Khi nãy thì tôi phát trực tiếp, do vậy mà không có cái video ở trong cái khu vực ở giữa này. Đây là cái vị trí đã đi ra đến phía nam của núi Voi, ở vị trí của đền thờ nữ tướng Lê Chân. Bên phải này là đền thờ nữ tướng Lê Chân. Đền thờ này thì nhìn từ phía ngoài vào thì không lớn lắm. Đây là đến cổng này, đến cổng đền. Khi đến cổng đền này thì cổng đóng, thế nhưng mà chúng tôi đã xin phép cụ Từ được mở cửa và vào thăm. Ở trong này thì cụ Từ cũng được cho biết là hôm nay cũng có một cái đoàn khách về thăm đền thờ, và cụ cũng đang dọn vệ sinh để chuẩn bị đón khách. Vô tình chúng tôi lại đến trước. Thế khi vào đây thì được cụ mời vào thăm đền rất là nhiệt tình. Đây là ngôi đền chính. Chiếc sân này là lát gạch đỏ. Phía trước có cây hương và cây đèn và lư hương bằng đá. Ở phía này có một cái bàn cờ đánh cờ người. Chắc là những cái dịp lễ hội người ta sẽ đánh cờ người ở đây. Tôi đi vào phía bên phải của đền và đi về phía sau đền.
phía sau lại mở ra một không gian rất là rộng lớn. Ở đây có một cái ngôi miếu nhỏ nữa. Khu vực này thì thờ các vị thần linh. Có một cái gốc đa rất là lớn. Cái gốc đa này lớn lắm. Gốc nó chi chít rễ và nó bám vào đá, từ trên lưng chừng vách đá xuống. Ở đây có một cái cửa hang. Cửa hang ghi này. Hang Nam Tạo. Đấy, cây đa rất lớn. Không phải hang Nam Tạo mà là đốc Nam Tạo. Cây đa hùng vĩ lắm. Đốc Nam Tạo có hai bác đi vào trong. Đây là cái bia ghi di tích cây đa được xếp hạng di tích. Chỗ này là có một cái động tiên cô, có một cái động long tiên, long tiên động. Đây có một cái các cái hệ thống hang, chắc là nó liên hoàn với nhau trong núi này. Và đi về phía này tiếp tục có một cái động nữa, một cái am thờ. Và đây có một cái bậc đi lên lưng chừng núi này. Ở đây có chữ ghi là đốc bắt đầu. Chỗ này đi lên cái lầu bắt đầu ở trên này. Như vậy là nhìn từ phía trước thì cái đèn nó không lớn. Thế nhưng mà đi về phía sau này thì mới thấy cái sự hùng vĩ và rộng lớn của nó. Đúng là một cái đền thờ có thể nói là trông rất uy nghi và phong cảnh đẹp, nằm ở chân núi Ông Voi, thờ một vị nữ tướng hiền hách của dân tộc ta ở thế kỷ thứ nhất. Xin được phép sơ lược về núi Ông Voi và đền thờ của nữ tướng Lê Chân với quý vị và các bạn như vậy. Xin trân trọng cảm ơn và kính chào quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những dịp lần sau.